Xin giới thiệu cho các bạn về máy bắn bóng bàn một lòng đa điểm. Thì đây là các cái nút bấm điều khiển của máy. Đây là lòng bắn. Đây là chiết áp để tăng tốc và tăng lực xoáy cho lòng bắn. Và đây là công tắc nguồn của máy. Thì khi nhận được máy thì các bạn sẽ lắp cái rổ nhựa này vào. Rổ nhựa là để chứa bóng, thì cái rổ nhựa này có thể chứa được khoảng hơn 100 quả. Thì khi các bạn nhận máy, các bạn lắp rổ nhựa và cắm điện, điện 220V. Và các bạn lưu ý là có một cái chốt ở trên này. Cái chốt này có thể sẽ bị rơi ra trong quá trình vận chuyển. Thì các bạn sẽ tìm và các bạn lắp vào chốt này. Như thế này, lắp vào. Thì máy này dùng cũng rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ cắm điện vào, bật nguồn lên và tăng tốc cho lòng bắn. Đấy. Khi mà các bạn test máy thì các bạn vặn cái tốc độ lòng bắn ở một cái tốc độ nhất định. Đừng có yếu quá, nó không nó sẽ không thể bóng không thể ra được. Và sau đây là tôi sẽ chỉ cho bạn cách dùng các chế độ. Thì máy sẽ có 4 chế độ. Thì cái chế độ ở trên cùng là chế độ random, chế độ tiếp theo là chế độ 3 điểm, chế độ tiếp theo nữa chế độ 2 điểm, và chế độ dưới cùng là sẽ là chế độ 1 điểm. Thì cái trạng thái ban đầu, trạng thái không hoạt động của máy, thì cả 4 cái nút bấm này là đều là chữ O thấp xuống, O thấp xuống, O thấp xuống, O thấp xuống. Đây trạng thái không hoạt động. Và mỗi một thời điểm bạn chỉ dùng một chế độ thôi. Tức là khi mà bạn chọn chế độ trên cùng, bạn ấn chế độ trên cùng thì ba chế độ ở dưới giữ nguyên. Và nếu mà bạn muốn dùng chế độ thứ hai thì bạn phải tắt chế độ trên cùng đi. Tức là chế độ trên cùng, chế độ thứ ba, chế độ cuối là giữ nguyên là O thấp. Và tương tự với hai chế độ sau. Tóm lại là một thời điểm chỉ dùng một chế độ. Và trước khi vào bất kỳ một chế độ nào thì tất cả các cái vị trí của các nút bấm này đều là chữ O. Chữ O đây. Thấp xuống, O thấp xuống, O thấp xuống, O thấp xuống. Đấy, sau đây tôi sẽ thử ấn một công tắc chế độ trên cùng. Máy theo nguyên lý là bóng đẩy bóng, nên là khi nào mà có đủ bóng trong ống thì là sẽ bắn ra ngoài như thế này. Đây, tôi sẽ tắt đi và dùng chế độ 2 điểm. Bắn 2 điểm trên bàn. Tôi tắt đi và tôi chỉ chọn chế độ 3 điểm. Và tôi tắt đi và tôi chọn chế độ random. Chế độ này nó sẽ bắn bóng ở những vị trí không xác định. Không xác định vị trí nào trên bàn. Rồi, tôi tắt đi. Và các bạn là lưu ý, sau khi đánh xong một rổ, các bạn đi nhặt bóng để cho tiếp vào rổ thì các bạn sẽ tắt cả 4 chế độ này đi. Mục đích là để cho cái motor rổ ở dưới đây. Motor rổ ở dưới đây nó có thể nguội. Nó nghỉ tầm khoảng 1 phút là nó sẽ mát và nó sẽ rất bền. Và sau một buổi chiều đánh, các bạn không chơi nữa. Các bạn sẽ tắt hoàn toàn máy. Đầu tiên là chúng ta sẽ tắt 4 chế độ đây. Về O thấp Y cao hết. Sau đấy các bạn tắt nòng. Sau đấy các bạn sẽ tắt công tắc điện. Và cuối cùng là rút điện ra. Xin hết, xin cảm ơn.